trước diễn biến thiên tai ngày càng cực đoan, mang tính lịch sử tại nhiều quốc gia thành viên. Ngày hôm nay, ASEAN đã tổ chức cuộc họp trực tuyến trong khuôn khổ hội nghị Bộ trưởng ASEAN để trao đổi về các vấn đề quản lý rủi ro thiên tai, cũng như triển khai việc hỗ trợ, tái thiết sau thiên tai. Chủ đề của hội nghị cấp bộ trưởng năm 2020 là thúc đẩy việc hình thành một ASEAN an toàn, toàn diện hơn, có khả năng thích ứng và chống chịu thiên tai, hiện thực hóa tầm nhìn trở thành những nhà lãnh đạo toàn cầu về quản lý thiên tai. Đại diện phía Việt Nam, ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai nhấn mạnh, mục tiêu xây dựng ASEAN an toàn hơn bằng cách hợp tác, chia sẻ thông tin về dự báo, cảnh báo, hỗ trợ công tác chỉ đạo điều hành và viện trợ cho các quốc gia thành viên khi gặp những đợt thiên tai thảm họa gây thiệt hại lớn. Cũng tại hội nghị lần này, sẽ thông qua các báo cáo của Ủy ban Quản lý thiên tai ASEAN, Ban Quản trị Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong thiên tai và phê duyệt kế hoạch công tác của Hiệp định ASEAN về quản lý thiên tai và ứng phó khẩn cấp giai đoạn 2021-2025. Các quốc gia trong ASEAN cũng đang tổng hợp đánh giá lại tình hình diễn biến của thiên tai trong suốt thời gian vừa qua và đặc biệt là trong cái đợt thiên tai của cái tháng 10, tháng 11 ở một số quốc gia như Philippines và Việt Nam để cùng nhau có những cái chia sẻ cũng như những bài học kinh nghiệm và cũng như là tiến tới những cái hành động một ASEAN ứng phó đảm bảo được đạt những cái hiệu quả như đề ra của nguyên thủ các quốc gia ASEAN đã ký kết. Sự phối hợp giữa các quốc gia thành viên trong quản lý thiên tai ngày càng được nâng cao, gắn chặt. Gần đây nhất, Trung tâm Điều phối ASEAN về nhân đạo trong thiên tai đã quyết định chuyển hàng viện trợ tới người dân miền Trung trong đợt mưa bão lịch sử tháng 10 vừa qua để giúp người dân vùng thiên tai khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.